Trong phiên họp báo thường kỳ quý 1 năm 2023 của Bộ Tài chính vừa qua, nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế đã được thông tin và giải đáp, trong đó có nội dung thuế tối thiểu toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Vấn đề quan trọng tác động trực tiếp đến chính sách ưu đãi đầu tư và khả năng tăng thu cho ngân sách nhà nước. Mức thuế sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp đa quốc gia có doanh thu toàn cầu trên 750 triệu euro và có mức lợi nhuận trên 10% sẽ bị áp dụng mức thuế suất tối thiểu 15%. Theo đại diện Tổng cục Thuế, mức thuế tối thiểu này sẽ được áp dụng cho một số đối tác trong năm 2024 như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore. Về hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu thì có thể nói là các doanh nghiệp cũng có tình trạng là vi phạm trong vấn đề về sử dụng các cái hóa đơn đầu vào bất hợp pháp. Một số trường hợp các cái doanh nghiệp mà cơ quan thuế phát hiện các rủi ro thì phải thực hiện áp dụng các biện pháp quản lý, đó là thực hiện các việc xác minh các đầu vào. Lĩnh vực về hoàn thuế răm gỗ thì có rất nhiều các cái vụ việc cơ quan thuế cũng đã phải chuyển cho cơ quan an ninh điều tra của các tỉnh, kể cả cơ quan công an điều tra của Bộ Công an để triển khai. Về hoàn thuế giá trị gia tăng, thời gian vừa qua, thông qua quản lý thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng, ngành thuế đã phát hiện vấn đề gian lận trong hoàn thuế. Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến của các nước về việc áp dụng từ năm 2024. Về phía động thái của Chính phủ thì từ tháng 8 2022 thì Thủ tướng Chính phủ đã có cái thành lập cái tổ công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm thủ trưởng. Và cái tổ chức việc của Bộ Tài chính thì cũng đã được thành lập. Thì trong cái khuôn khổ của Bộ Tài chính thì chúng tôi cũng đã có tờ trình báo cáo đánh giá tác động trực tiếp đối với các cái doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam. Cũng tại buổi họp báo, Bộ Tài chính cho biết Bộ đã báo cáo Chính phủ 17 nhóm giải pháp sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân. Hiện Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội chấp thuận việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025 theo đúng trình tự chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Chính phủ.